Sáng nay ngày mùng 9 tháng 1 năm 2018, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh về huyện Ninh Giang có đến thăm vườn cảnh nhà anh Phạm Ngọc Chính, Phạm Ngọc Chính, nhà vườn số 1. nhà vườn số 1 thuộc câu lạc bộ sinh vật cảnh cổ Cổ vật vật. huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là các anh trong hội câu lạc bộ. Chúng ta đã cùng với giao lưu sau khi phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh di chuyển từ huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về Ninh Giang, Hải Dương. Chào các anh nhé. Vâng, xin chào. Trước ống kính chúng tôi đến tiếp cận đây là anh Phạm Ngọc Chính. Vâng. Vâng, xin chào anh. Vâng, Và đây như là chắc là bà xã phu nhân, anh ạ. Phu nhân. Dạ vâng. Vâng, xin chào anh chị nhé. Dạ vâng. Chúng tôi được đến đây qua giới thiệu của Hội Sinh vật cảnh huyện Ninh Giang và cũng muốn là tiếp cận vườn cảnh số 1 của gia đình nhà ta. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật trong khuôn viên vườn cảnh số 1 của nhà anh Phạm Ngọc Chính. Đến bây giờ khi tiếp cận đến vườn cảnh, thời tiết là rất xấu, hạt mưa dày. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục để tạo nên được những cái video đẹp giới thiệu với các bạn. Anh Chính có thể giới thiệu với chúng ta đôi điều về cái tác phẩm của mình không? Vâng, cũng xin chia sẻ với anh em tôi thì chơi cây thì cũng không biết nói văn vở nhiều, nhưng mà cây này thì tôi đã đặt tên là cây này là phu thê dưỡng tử, bởi vì trông như này nhưng mà thực ra nó là hai thân À vâng. đấy. Và thế mà tôi mua cái này là báo cáo anh ở bên đất Trạng đấy, Vâng, nhưng mà bên được Vĩnh phóng Bảo sự mang Đỗ về Sinh, vâng, Vĩnh Bảo mang về đấy, nó được hơn chục năm. Về vườn này được hơn chục năm. hơn chục năm rồi. Dạ vâng. Nhưng mà nó có nhiều cái đột biến, chủ bây giờ gặp cũng không nhận ra Mà chả lẽ tôi lại hỏi anh là anh có quét vôi, quét sơn trắng lên được. thân cây không? Vâng, tôi đăng lên trên Facebook là cũng rất nhiều anh em hỏi quét cái sơn gì. Thực ra mà nói là nhìn ngoài nó còn kinh khủng hơn là đã Vâng. lên Chúng ta đã biết là anh Chính này có nickname Facebook là Phương Chính. Phương Chính. Qua cái hình ảnh video hôm nay chúng ta lại cảm nhận được những cái nét cổ điển, già nua cũ kỹ của một tác phẩm tranh cổ với cái tên gọi là Phu thê dưỡng tử. Phu thê dưỡng tử. Vâng, cảm ơn anh. Một tác phẩm tranh cổ ôm đá đã được ngâm nước toàn bộ. Những cái nét mốc từ rễ cho lên đến tay chi trên ngọn, tất cả những điều đó đã nói lên dấu ấn thời gian của một năm tháng trường tồn với thời gian rất dài, tuổi thọ của cây tương đối, tuổi đời của cây tương đối cao. Và đây là cái nét mà như anh Chính giới thiệu, đây là một tác phẩm tranh hai thân. Đó, cái địa điểm này là để chúng ta quan sát kỹ hai thân của một tác phẩm tranh để tạo lên một cái dáng thế và với tên gọi là phu thê. Chúng ta quan sát cái nét đẹp của bóng dáng tổng thể của tác phẩm. Và chuyển ống kính sang phía sau để chúng ta chia sẻ tiếp. Đây là vách phía sau. Tất cả là một màu trắng, như một câu hỏi đùa là anh có quét vôi hay quét sơn. Một tác phẩm tranh cổ điển đạt đến đẳng cấp như thế này, quá là tuyệt vời. Ngày hôm qua tôi đã tiếp nhận với các cái vườn cảnh của Hội Sinh vật cảnh
Đất Trạng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hôm nay chúng ta về với Ninh Thanh. Ninh Giang. Ninh Giang. Vâng, xin lỗi. Chúng ta về với Ninh Giang là về với những vườn cảnh đặc biệt của câu lạc bộ cổ vật vườn cảnh số 1 của anh Chính. Và tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức một tác phẩm xanh quê mà tôi có thể gọi là một cây xanh tràn chậu, được ôm một cái chậu tròn qua rất nhiều năm và rễ đã bệt, thậm chí kín cả chậu như thế này. Anh có đặt tên là tác phẩm cây xanh là bản đồ Việt Nam anh. À, có cái nét đấy nhỉ. Vâng. Được, với cái góc độ này, góc hình này nhìn này anh. Hay là góc khác? Dạ, góc này đấy. Góc này chính là hình bóng dáng của đất nước Việt Nam. Dạ. Xem nào. Tất cả những cái tên gọi chúng ta cũng cảm nhận là đây là một cái sự trừu tượng, trí tưởng tượng của con người. Với cái tác phẩm này anh có đề là bản đồ Việt Nam. Mời các bạn thưởng thức. Mưa rất là nặng hạt, nhưng mà cố gắng để chúng ta có những cái thước phim, có những cái đánh mốc là Đỗ Sinh đã về với Ninh Giang, về với câu lạc bộ cổ vật Ninh Giang. Anh đến thăm em một chiều mưa. Vâng. Tác phẩm có một tay đã chuyển hướng đột ngột 180 độ sau khi đưa thoát thân ra, đưa xuống và ngược trở lại, rất là ngoại mục như thế này. Bên cạnh tác phẩm xanh bản đồ Việt Nam, chúng ta cùng nhau thưởng thức một bệ xanh ôm đá. Các anh mở tivi xem đi, mở điện thoại xem cái video nhà anh hát đi. Thỉnh thoảng đã có lấm tấm hạt nước vào trong ống kính. Tôi thấy nó hơi hơi nhòe một tí. Sau video này cái ta lau đi. Đan này anh có thể đan thêm hai cây nữa. Ở đây cũng anh cũng chủ yếu là xanh quê cả mà. Vâng, anh ấy làm điền là chủ yếu anh. À, thế à? Vâng. Thế cái cây kia là xanh quê rồi. Hai cây đấy là xanh quê. À, vâng, thế là vâng. Tôi mới tiếp cận đến đây. Vâng. À, tác phẩm này là tác phẩm này là Nam Điền. Nam Điền, như anh có đặt tên gì không? Có anh ạ. Đây con này là Long Phụng Kỳ Duyên. Vâng. Trước ống kính để chúng ta cùng thưởng thức cây xanh có tên gọi là Long Phụng Kỳ Duyên. Nam Điền ấy. Một cây xanh, dòng xanh Nam Điền. Và để khi đến đây, trước khi tiếp cận với nhà vườn, tôi được biết là các anh trong câu lạc bộ có dỉ tai tôi là vườn cảnh anh Chính này ấy, thì được cả đôi
Tôi mới hỏi mà sao lại dùng cái câu là vườn cảnh anh chính được cả đôi. Các anh có nói là được cả đôi vợ chồng, đều là những người yêu cây và say cây một cách kỳ lạ. Đây là anh Chính. Và tôi cũng xin phép chị là tôi giới thiệu chị với những người yêu bonsai trên cả nước. Đây là vợ anh Chính. Chị tên là gì nhỉ? Em tên là Phương. Chị Phương. Vâng, chị đã từng đi mua cây đêm với chồng, đến xem và ngày hôm sau quyết định chị và anh đã ôm tiền đến để lấy. Đó là những câu chuyện rất hay. Chị say mê yêu sinh vật cảnh như vậy. Rất mừng đối với nghề sinh vật cảnh Việt Nam là có những người phụ nữ yêu cây và chăm chút cây cùng với chồng, tạo dựng được những cái vườn nó có giá trị đặc biệt như thế này. Rất là quý. Đây một con lan điền này. Vâng. Em mới xuống lá. Trước ông Kính là một cây xanh dòng xanh Nam Điền. Anh đã vặt lá để phô ra tay dăm. Chúng ta quan sát được hết những cái đường lượn của thân, của cành. Rất là đẹp. Với một cái bệ rất là vững chắc. Và trời mưa càng dày. Đỗ Sinh cùng với hai ông bà chủ vườn, chúng ta vẫn tiếp tục chia sẻ. Bệ đẹp quá anh ạ. Vâng, mặt sau đẹp ấy. Mặt sau đẹp kinh khủng luôn. Và hình như là tôi đánh giá là đây cũng là một tác phẩm cổ điển là từ tác phẩm xanh long đấy anh ạ. Anh ơi, con này đúng không? Bản thân nó là một con trực xoắn. Vâng. Trực liên chi. À đây anh phá bỏ cái tay này rồi. Em bỏ đi. Đây cái vết cắt lịch sử của anh ở đây. Vâng. Quay sang phía này tôi nhìn rõ rồi. Em bỏ đi ba tay. Vâng. Bởi không trước thì nó lùn lắm. Vâng. Tay nó sát gốc quá. Để lấy cái bóng dáng cây xanh cao và trượng phu hơn thế này cũng rất đẹp anh ạ. Vâng. Và với hình ảnh tác phẩm xanh chúng ta đang thưởng thức đây cũng là những cái phút cuối của video này. Chúng tôi xin dừng hình để chuyển sang những video tiếp theo chia sẻ vườn cảnh của anh Chính, huyện Ninh Giang, Hải Dương.